Hi, chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Pokemon Sword and Shield nha. Ok. Và hỏi là mình tiến hóa được cái đèn đó đúng không? Đây nè, đó nằm ở trong đây nè. Đâu rồi? Nhầm nút. Đây. Đó. Được chưa? Ha, bây giờ là tiếp tục cuộc hành trình bạn. Bây giờ là mình phải đi đến cái stadium hả? Cái stadium mới nằm ở chỗ nào vậy, cái map này? Cái chỗ này là cái chỗ bơm máu đúng không? Đi cái chỗ nào, khoan để coi cái map này đi cái đường nào để mình coi cái đường nào để đi tới cái chỗ kia vậy. Mình thấy nó to chà bá chỗ này nè. Đó nó à cái này là mình có thể bay tới luôn thôi, bay tới luôn đi, khỏi đi cho nó mất công. Khỏi đi nó mất công mày. Taxi nè. Đó. Taxi driver, cái này là taxi à. Đó, taxi bay á. Để coi nó bán cái gì vậy. Tao không có nói chuyện với thằng nhóc đó, tao muốn nói chuyện với thằng bán snack ring. Ủa nó không bán cho mình mẹ ơi. À nó chỉ ở đây là nói chơi vậy thôi đó hả, sắp xếp ở đây cho đẹp thôi. Rồi vậy thôi, đồ thứ treo đầu dê mà không bán, chán thiệt. Rồi bây giờ leo lên đây nè. Vào luôn. Đây là cái hồi nãy bữa hổm là con nhỏ giáo sư kia nó hẹn mình tới đây. Đây có thằng Hớp đây. Có thằng Hớp, có em gái idol ở đây luôn. Marine ha. Idol xong rồi đây. Coi thằng này nó cho mình trái banh gì. Bone guy nè. Đó, cho mình trái banh gì đây. Rimbone. Rimbone này thì nó sẽ cắt, nó sẽ bắt những cái Pokemon mà nó đang ngủ á, thì nó sẽ có hiệu quả hơn hay sao đấy. Chắc vậy. Thử mới biết. Mình hôm nay thì mình cứ xài bone thường thôi. Với lại mình xài mấy cái bone giống như là Pokemon thấp level hơn nè, hoặc là Pokemon đã bắt rồi đó, bắt lại thì nó dễ vô hơn á. Ok. Ủa thí dụ như hết gym rồi thì đi tới chỗ này nó làm cái gì nhờ? Hết gym rồi. Bây giờ đâu còn gym nào nữa đâu. Dẫn vô đây luôn. Oh my god, ở trên đây nó có cái này, phòng tập tạ rồi. Vậy là lần này là hôm nay là Pokemon đánh nhau anh em à. Pokemon đánh nhau, bây giờ là mình đánh nhau. Mấy thằng runner đánh nhau đúng không? Bây giờ Pokemon không đánh nhau nữa. Chứ Pokemon đánh nhau tập tạ làm gì? Đó, tập tạ với tập boxing làm gì? Cái này là trainer đánh nhau. Được, vô em. Trainer đánh nhau. Nghe bộ thú vị nha. Đó, đông rồi đấy. Mà quên nữa. Không được. Mình để cái cây đèn ở đây nguy hiểm lắm. Để cho con này lên đi. Đó, mấy con kia thì để dưới đó mình từ từ tính các bạn. Cái con thỏ này nó nói chung là nó hệ phai á, cho nên là đa số là chơi được. Xúc em gái này. Hàng chi sau con nhỏ này nó nằm ở ngoài kia. Ok. Con nhỏ này là có sở hữu mấy con Pokemon thể đắc á. Nghe ghê lắm ấy. Mà đúng là mấy hai đứa này nó chưa được có chủ gym nào, cho nên là nó cầm cái đồ á xấu ghê. Cái đồ. Rồi, giờ vô thôi. Ghê không? Quăng nó cũng chí nữa. Ủa nhỏ này 5 con nha. Đắc thì tao lại ngại mày quá cơ. Đắc thì là ngại không lặp lại sai lầm lần trước nữa nha. Không Dynamax bây giờ, sẽ Dynamax về sau. Một hit lên đường luôn bạn. Bây giờ không phải nói tại con nhỏ này yếu mà tại mình quá mạnh thôi, chứ con nhỏ này không có yếu, không có yếu chút xíu nào. Nó là nó khỏe đấy, mấy Pokemon nó cũng dữ đấy, không đùa đâu, nhưng mà tại mình mạnh quá thôi.
hồ nè, giống như con này level 47, cái con thỏ của mình level 7 gần 70 rồi, 67 rồi. Rồi nè, coi nè, cứ mỗi con một đạp như vậy thì chơi cái kiểu gì bạn? Cái nữa chết không ta? Trời, cái con này bữa hổm cũng y vậy luôn, bữa hổm cũng còn chấm máu y vậy luôn, bây giờ nó cũng vậy luôn. Lì thật sự. Ờ, nó không có chịu dễ dãi với nhau chút xíu nào. Lam chạc mày rồi đủ rồi, không cần đúng một kích. Hồi máu luôn, đầy máu chăng. Nhìn là biết nhỏ này con nhà giàu, làm phát đầy máu mà. Đầy máu nè, đầy máu nè. Hồi nó không kịp đánh kêu nào luôn bạn, không kịp đánh kêu nào, bơm máu xong là chết luôn mà. Chết luôn, được. Ngàn điểm kinh nghiệm. Toxic là cái con kia đúng không? Ờ không, con này. Con này cũng phải đắt luôn chứ gì. Water à. Ồ, có vẻ là đúng rồi đó. Nhưng mà con này Fireball một cái cũng đi thôi. Hí, tôn trọng mày lắm mày, tao mới đánh Fireball của mày đó. Con này là Psionic chứ không phải là cái hệ tâm linh, chứ không phải là Water. Mubeko, đó ha, Mubeko. Có con này à. Nhỏ này nó con mà gọi là át chủ bài nữa hả? Không, nó còn một con nữa. Con át chủ bài nó nằm ở đằng sau. À ha, nằm đằng sau, tao chờ. Hai đạp mà mới một đạp cái là còn mất hết 95% máu. Hai đạp nha, mình đã hai đạp double kick mà, hai đạp mà cuối cùng là một đạp thôi là lên đường rồi. Rồi, con kia ra đây. Không nói thiệt chứ mình mạnh thiệt. Không phải nó yếu đâu, tại mình mạnh quá thôi. Ờ. Ghê nha, nhỏ này cũng ngầu lắm à, tóc để ghê không? Cạo cạo nhìn. What? Rim now này, con này kinh vậy. Chưa chết rồi, con này khả năng thì cũng double kick một cái đi rồi tính. Nhưng mà tao tiến quá Dynamax trước mày à. Ờ, Dynamax lên. Bùm. Nè, tao cho mày biết thế nào là cầu thủ bóng đá siêu đẳng nè. Nè, ăn mừng nè, đó, nghe chưa. Con kia cũng đây nó mắc lên rồi, con nhỏ đó cũng có đây nó mắc ban mà, chắc rồi. Ồ, nó Gigantamax luôn, ghê nhờ. Rồi, thể hiện đi em, thể hiện đi em gái. Rồi, thôi con kìa, ném thục nữ không, ném banh thục nữ, ui. Trước mà con này là giống như anh em biết không, giống như cái con này theo kiểu giống như là đụng độ mấy con quái vật trong siêu nhân hồi trước á. À, siêu nhân gao rồi, nhìn được cái nó nhìn y như quái vật hồi trước luôn, y như vậy luôn. Nhưng mà mày chết mày con à. Lửa ống, đúng rồi, cũng có hiệu quả đấy. Mắt ta fail. Ta phone, à sao rơi. Vậy là mạnh lắm rồi đó hả? Cái kêu của mày vậy là thấy là mạnh lắm rồi đó hả? Nhưng mà chia buồn với em, chia buồn. Ừ. Chưa đủ mạnh. Mắt le nè. To đẹp đấy nhưng mà chỉ hai hit thôi. Hai skill lên đường. Rất tội nghiệp. Ôi, cái con này như khúc gỗ mà bị cháy. Nhìn xám xám, nhìn xấu vãi hồn. Rồi vậy thôi đó hả ta, có con nhỏ này vậy thôi hả, hay là giờ mới tiếp tục là thêm con nhỏ và cháu bà tiến sĩ ra chơi thêm dáng nữa. Cái nhỏ này rớt mình rồi, đổ rồi, cái này đổ mình rồi, cái này nó rớt mình từ hồi mà mình đánh thắng ở trong cái hotel rồi, bây giờ mình vô sân bóng nữa thì thôi xong, cuộc chơi chấm dứt rồi bạn. Rồi thể hiện đi em, anh đứng đây nè, tỏ tình đi. Rồi. À thằng Hớp hả, trời nó mặc cái đồ khác nhìn không ra luôn á. Ờ Hớp. À tới Hớp, Hớp để gọi Hớp đi tới đâu. Pardon me. À tới tới mình nữa hả? Tới mình nữa.
À ghê nhờ. À kiểu như là bây giờ là không có đánh gym nữa mà đánh là cuộc đấu các bạn, giống như là thi đấu của ai mà vô địch á. À nè giờ có bảng đấu nè thấy không? À, được em. Bây giờ về thì mình con này thì mình đầy máu chưa nhờ? Ủa đầy máu mà. Cho bạn thể hiện dịch lần nữa. Nhiều mà con dịch mình khỏe lắm luôn á, con dịch mình khỏe lắm luôn á chứ không phải đùa đâu bạn. Nhưng mà tại vì ít 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 đất thể hiện quá. À bây giờ cho thể hiện một pha Dynamax lên, to thiệt to. Cây hành nó bự thiệt bự mới mới xuống. À trời ơi. Hốp à. Hốp à. Được. Thường thôi em à. Này là trận chung kết chưa? Đúng rồi, hình như là trên cái game này chỉ có hai nhân vật đi theo mình là thằng Hớp này với lại con hồi nãy mình đánh với lại con cháu bà tiến sĩ thôi. Mà bây giờ cháu bà tiến sĩ nó đi làm tiến sĩ luôn rồi. Cháu bà giáo sư làm giáo sư luôn rồi, đâu có làm đâu có đi làm runner nữa đâu, cho nên là chắc là thằng này là thằng cuối cùng rồi. Sau thằng này là thế nào phải đánh với lại ông Leon. À ok, bây giờ là mới trận đấu nè. Lúc mà trước mà khi bắt đầu cuộc hành trình là mình đấu với nó ở nhà của nó đúng không? Bây giờ là mình đấu nó tại sân mà gọi là kiểu giống như là sân đấu mà chính thức bạn. À, bữa hổm là chỉ là thực tập thôi. Con vịt này nó gõ con cừu một cái lên đường luôn bạn. Đừng đùa với con vịt thấy vậy chứ khỏe lắm đó bạn, không đùa đâu. Kuvikanai, à Kuvikanai là con hệ steel đúng không? Hệ hệ đầy. Ơ khoan. Hệ steel là để cho con này nó thể hiện chút. Hôm nay nó chưa có đất thể hiện mà, chưa có đất thể hiện. Bây giờ thể hiện chút nè. Hui. Đó. Ngầu chưa? Lửa cháy kìa. Đó, thấy chưa? Steel đúng không? Được. Khá lắm. Hehe. Super hit, over hit chứ quên. Inferno, Inferno, thử coi Inferno này nó kêu nó là sao. Oh my, khỏe vãi hồn bạn à, khỏe vãi hồn luôn. Snorlax, ui, con này hệ Normal. Thôi quýt luôn, từ từ. Hệ Normal mình còn nhiều con để chơi hệ Normal lắm. Con này hệ rồng. Hệ rồng thì chỉ có hệ rồng đánh nó mới vô máu thôi, còn không là cứ lấy rồng ra chơi nó bạn. Đó, cho nó thể hiện nhiều con như vậy bạn cho bạn thấy chứ. Xài cứ con thỏ không, mình nói thiệt con nãy giờ mình cầm con thỏ không mình đánh đủ chết hết rồi đó. Chứ không có cần phải tới cái gì đâu. Nè, Dragon Pool nè. Trâu lắm. Ồ, trâu thật. Heavy Claim. Dơi con này của mình cũng trâu mà. Đúng nó đùa. Nè để coi lấy cái này đánh lốc xoáy nè. Hui. Ôi trời, bị né luôn rồi. Thôi xong rồi. Lại bị đè nữa. À khó khăn nha, con nâu lắc này nó khỏe nó không phải mạnh mà do nó trâu. À nó trâu. Nè thì bay lên luôn nè, đó thấy chưa? Mày mập hả? Tao tưởng mày mập là mày ngon hả? Mập ta hất cho bay lên luôn, xạo sự. Vẫn bị đè cái nữa đau đấy. Con này nó mập như vậy mà nó đè con chim của mình ốm nhơm ốm nhách như vậy thì làm sao chịu nổi bạn. Bơm máu một cái nè. Nè. Trời ơi, thằng này đúng luôn á, nó xài đồ bạn, thằng này nó xài đồ. Thằng này chơi đá ghê đấy, bú cái lên đầy máu luôn, ghê nha. Đây, tao cũng chơi được vậy. Đầy máu. Ồ, không đầy. Cái này nó chơi đá của mình này chơi cỏ cho nên thiếu hiếu 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 hơi yếu hơi yếu. Hí, quay nè là nè. Ôi nửa đường không ta, chưa được 40% mà mình chơi được nhiều lần bạn, cái rút của mình chơi được nhiều lần còn nó đâu có chơi được nhiều lần. Hờ, làm sao mày trâu bằng tao được con. Nè trâu hộ bố mày pha này cái hay lắm, mất máu nhiều đấy.
Hút. Đó. Chết no luck rồi. Xong. Dễ bạn. Easy. Easy. Cái con gì nhỉ? Man. Bukuchin này là... À, con gì nhỉ? Sao con này... À, con này... Tiến quá rồi đúng không? Chết rồi. Nhưng mà mình buông cái để hết máu. Hí. Đẩy máu lại. Có con nào có thể nào tự có cái kêu tự bơm máu như vậy nó khỏe vãi hồn luôn bạn. À Poison hả? Ô không, chiêu búp. Tưởng hiện màu tím tưởng Poison như không. Con này giống như cái kén vậy các bạn. Không hiểu sao cái thằng này nó nuôi nhiều con lạ ghê. Chết mày con à. Nửa đường, hơn nửa đường, được. Sao nó có vấn đề gì với cái suy nghĩ của vậy ta? Nó bị đánh như vậy rồi mà nó còn không chịu xài kêu mà nó chỉ cứ xài chú búp như vậy thì làm sao nó chịu nổi. Mày nè, mày chết cụ mày con à. Đi nè, rồi nha. Con cuối là con khỉ đúng không? Con cuối là con khỉ tại vì nó lấy con từ anh, ông anh nó là lên mà. Đúng rồi. Con khỉ thì tao lại đổi Pokemon. Con khỉ thì tao phải chơi mày theo kiểu giống như là hai starter chơi với nhau bạn, hai starter chơi với nhau. Được. Ra đây em. Hui. Bây giờ mà nó vẫn còn nói cứng. Nói cứng nè. Con khỉ của mày level 49. Luyện level hay lắm con trai. Đây. Cái này là gọi là ân huệ lắm luôn á, mới xài cho mày một kêu này đó. Tiếng quá to như Dynamax lên một cái đá nó một vuông họng nó một cái nổ cái lửa kiểu đó thì nó mới bật được răng hàm thành răng cửa hết bạn à. Ồ răng hàm thành răng cửa hết. Ghê chua. 259 từng máu. Rồi ra đây con ơi, Dynamax. Thì đương nhiên rồi, Dynamax Band của mày với Dynamax Band của tao là làm chung một ngôi sao mà. Cho nên là mày cứ yên tâm, thủ quăng cũng nghệ nữa chứ. Quăng cũng phải quay mấy vòng. Còn khỉ gì đã không? yên tâm bạn, không sao hết. Bây giờ mình đánh trước là cái chắc rồi. Con thỏ của mình nhanh hơn nó. À, con thỏ mình nhanh hơn nó. Mày nè, lửa đốt thiêu đốt mày nè. Không có cơ hội luôn bạn, không có cho nó cơ hội nào luôn, một skill là lên đường luôn. Ghê thật sự. Không cho nó cơ hội nào luôn. Mình thấy cũng cảm thấy uất ức cho nó lắm nhưng mà không biết sao giờ em. À, biết sao giờ. Không sao, năm sau làm lại, yên tâm. Năm sau còn thi đấu với nhau nữa, yên tâm không sao đâu. Bình tĩnh. Semi final là bán kết hả ta? Ờ à, đúng rồi. Bây giờ là vô chung kết, thế nào cũng phải gặp ông Leon. Chắc rồi. Ủa ở đâu rồi? Chung kết ở đâu? Ủa sao không đánh luôn? Ồ ghê không? Đó. Cái thế nhìn ngầu không? Giống của mình. Vậy là nó battle mà kiểu chung kết nó sẽ không diễn ra ở chỗ này rồi. À. Ok. Vậy là mình còn phải đi ở chỗ nào đó. Đó là hit on to beat. Cái đó là mình phải đi tới cái chỗ khác bạn. Có một cái challenge gì ở đây đây. Cái này là khách sạn không ta? Đúng rồi, cái này là khách sạn chứ mẹ gì nữa. À bây giờ là mình nổi tiếng rồi bạn. À bây giờ là mình nổi tiếng rồi. Tại vì mình dám thách thức nhà vô địch mà bạn. Cho nên là mình nổi tiếng rồi, đúng rồi bạn. Ok.
Được lắm. Bây giờ là nghỉ ngơi thôi bạn. Và bây giờ là nghỉ ngơi thôi. Đó vô là check in cái, check in xong lấy phòng lên ngủ pha. À cái thằng này bữa hổm mình đánh đánh nó xỉu ngay chỗ mà cái thành phố mà của tụi mà nhặt rốc các bạn. À thằng ốm ốm đói này. Bây giờ sao đây? À vậy là có thể là phải 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 why the Rose Tower hả? But me team year alone. Có vẻ như là hai thằng đó nó có một cuộc hẹn với nhau, chắc là chấp sắp vả nhau đó mà. Fighter server. Ủa thằng khớp này sao mình đi ra mình không thấy nó vậy? Bây giờ tự nhiên lại nói chuyện cái thằng này lại gặp nó. Ý con này dễ thương nè, nhưng mà nó không có mạnh. Lại xuất hiện con cái bà thư ký của ông cái ông mà gọi là chủ tịch các bạn. À bà thư ký ông chủ tịch được. Jackman Row. Ai đây? Thiệt luôn cái tụi này chỉ có nước mà đi để cổ vũ thôi bạn. Nó không có gì hết á, hình như là cái chỗ này cấm không cho đánh nhau hay sao đó, mình phải đi chỗ khác để đánh nhau hay sao đó. Rose Tower, vậy là mình phải đi đến Rose Tower, có vẻ là nãy giờ được nhắc khá nhiều. Gì vậy? Rồi giờ thằng này nó đứng đây làm cái gì? Vậy là mình phải đi tới Row Tower rồi đó. Mà không biết Row Tower ở chỗ nào thì chưa biết. Để coi. À, check map. Row Tower là cái chỗ này đúng không? Ở này Widen. No. Tìm kiếm Bad Legistab Member hiding around Widen Menorah. Là cái gì ta? Widen Menorah là cái này. Bad Legend Staff là cái Bad là tệ nè, Lead Lead là ngoài Bad Lead Staff, Staff là nhà hỗ trợ đúng không ta? Staff là mấy cái đứa mà hay mặc đồ trắng các bạn. À, mấy cái đồ trắng Staff là dịch tiếng Việt là gì quên mẹ rồi không nhớ nữa. Nhưng mà mình biết là mấy cái đứa mà giống như là hỗ trợ gì đó bạn. Nó sẽ nằm ở đâu đó ở Widen Menorah Terminal. Terminal là Terminal, mình phải đi kiếm cái thằng đó. Cây nhà Mineral là chỗ nào vậy? Chưa thấy. Hình như là tới chỗ này thôi bạn. Có phải mày không? Ok. Ủa sao giờ vả luôn mấy thằng này à? Căng nhờ. Mèo. Mèo. Ba thể loại mèo của mày nè. Nè coi nè, dịch nè. Lại thấy mèo của mày đúng không? Mèo với mày với con dịch của tao thấy không? Dịch tao có vũ khí nè. Dịch tao có cái kiếm nè. Con mèo của mày có gì? Đắp có gì? Chết nè. Easy bạn. Easy. Ôi, 200 mấy điểm, có thể nào có con gì đó nó mạnh hơn chút xíu nữa không bạn? Duran. What the hell, con kiến. Thật cái thằng này. Ủa gì vậy? À cổ vũ, à thấy không, mình nói rồi, nhỏ em gái này rớt mình mà. Rớt mình, cổ vũ nữa chứ. Ba có con kiến này thì thôi. Nó lại không có chút gượng gạo nữa. Mượt mà vãi hồn, đập cái chết luôn, không có chút gượng gạo nữa. Chết mày chưa con ha. Cái này là cái thằng mà người xấu à, kiểu như là nhân vật phản diện bạn.
Ôi chạy đâu vậy? What the hell, chạy lẹ dữ vậy? Tôi lấy xe đạp tôi dí mày chứ ở đâu mày chạy? What the hell, đâu vậy? Nó chạy đâu rồi? À không. Sao con thằng ông nội này em chạy vòng đây hoài à? Looking for something to look for. Ok. À đây, nó đây rồi. Thôi, mày chạy xa xa, mày chạy từ đằng kia, mày chạy vòng qua đây xong mày đứng lại ngay chỗ này. Rồi nó lấy con khác ra nó chơi mình. Trời, cái thằng này nó lì thật sự luôn mày. Nó lì thật sự luôn. Mày cái này mày ăn cướp đúng không? Để tao yên tâm, dịch tao vẫn lo được con này. Một hit lên đường chứ gì. Ồ, hay nhờ. Khỏe hơn nãy rồi đấy. Khỏe hơn nãy rồi đấy. Ồ, đây rồi, em gái này cũng. Mình nói rồi, nhỏ này nó rớt mình ha. Nhưng mà tao lỡ yêu nhỏ cháu bà giáo sư rồi, giờ sao giờ? Ồ, khổ ghê lơ. Đẹp trai nó khổ. Đẹp trai mà tài giỏi chứ dấp sắp trở thành nhà du địch bạn. Con nhỏ này có mắt nhìn nè, nó biết mình sắp trở thành nhà du địch, tính bú phê mình nè. Đó, bú phê liên tục bạn. Escaril. Con này thì hệ rau nè chứ gì. Tao lại trả vả cho mày chết luôn. Hí bụp. Sao nó lại chạy nữa nè, mình bảo đảm luôn thằng này không chỉ có bốn con như vậy đâu, nó chạy nữa. Mà sao nó không lấy ra cho nhiều mà nó lấy ra chỉ có hai con như vậy, đánh chi cho mình? Có thể nào cho tao đánh một lần thôi, khỏi mất công đi kiếm mày không? Đi kiếm cũng cực lắm chứ bộ bồ. 4.700, ừ khá đấy. Nó chạy nữa nè, mình biết mà, thế nào nó cũng chạy nữa à. Chạy đi, tao đi kiếm mày nữa con trai à. Chạy đâu được. À trời ơi, trời trời trời. Tưởng mày trốn. Cái thằng này nó bị. Không tin được luôn á, tao không tin được mày luôn á. Làm như con nít hả? Mẹ, nó từ bên kia xong nó chạy qua chỗ này, nó đứng ra nói chuyện hai ông bà, nó tưởng mình trốn thoát xong cái đánh nó một cái nữa cái nó chạy vô bộ post điện thoại. Làm ơn đi, có thể nào cho tao thấy được một chút cái gì nó thành khẩn từ mày không? Có thể chạy đi xa xa cho tao tìm kiếm theo kiểu nó thú vị một chút không? Chơi như vậy thì chơi làm cái gì nữa, khổ dễ sợ. Rồi vô nào, con tiếp theo nào bạn. Steel Lick, con này hệ steel cũng ghê đấy. Đây đây đây, đó theo my support. Yeah, ok bạn yên tâm, cứ em gái cứ đứng cổ vũ đi, em chỉ cần la và rên thôi, còn anh để lên và ra để anh. Ok, vả chết liền. Đè, mày tưởng mày bự là khác đâu, tao để cục đá bự lên liền. Mấy con nhỏ nhỏ để cục đá nhỏ nhỏ thôi, đó để cục đá bự lên. Cái thằng này dám là nó chạy nữa lắm bạn, ba lần rồi. Nó lần nào nó đưa mình 4.700 không mà mình không có tha cho nó bạn. Chạy đi. À chạy nữa à, căng à. À xong rồi bạn. Ồ, thằng này nó dắt mình đi đâu đấy? Tao không chơi scare đâu nha, đừng dắt tao đi chích nha, tao không chơi. Ồ, lành mạnh lắm, không chơi. A a a. Chết mẹ không? Căng nhờ. Bốn thằng luôn. A. À, giờ bốn thằng nó giống nhau à. Sao tụi này anh em với nhau à? Căng thẳng nhờ. Ồ, thanh niên ra tay. Cà róc 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 bạn. Giấu đâu cái cây đó hay vậy bạn? Hồ giấu đâu cái cây ghê vậy. Tập trung, bắt đầu tập trung nhiều người rồi. Hai con chó. Hai con chó cũng chơi thuốc lắc luôn, lắc nè, ghê nhờ. Ôi nó chạy xuống, quá trời chạy xuống. Ôi mở đường mà anh kêu bằng mở đường. Rồi à, cái thằng này kiểu như ca sĩ nổi tiếng mà ai cũng nghe nó hát, cái bắt đầu là chạy lại mình tranh 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 thủ lúc mà cái tụi nó bị đẩy ra ngoài á,
À, mình đi qua chỗ này. Ồ, tới tòa tháp chính rồi nè. Let's go ahead, đi thôi, nhanh lên. Trước khi đã quá trễ bạn. Ồ, cái gì đây, hung cái đúng không? Thường thường ta mấy cái khúc cuối này là hay có hung lắm nha. Có hung cái không ta? À không. Sao xuất hiện cái thằng này nữa rồi? Chà, Rose Sour này có cái hoa hồng ở dưới sàn luôn nè, ghê không bạn? Bây giờ chắc là thử thách cuối đó, mà mình thấy cái chỗ này là biết là thử thách cuối rồi, nằm chỗ này rồi. Không thể nào mà nó hụt luôn. Úi da, hết hồn. Tự nhiên cái cửa mở ra giật cả mình luôn. À, vậy là phải chơi à? Cái thằng này thiệt luôn, nó không có cái khác rồi. Bắt đầu có hai con nữa nè. Nó lại con kiến nữa. Bây giờ dịch làm hết bạn. Bây giờ dịch làm hết rồi. Cái thằng này nó có một con luôn chứ không phải được hai con nữa. Mà cái kill mình sắp hết rồi bạn. Ồ, kill mình sắp hết rồi. Hơi khó đấy. Ồ, con kiến này trâu hơn nãy nha. Meton Soul Meton sao. Trâu hơn hồi nãy rồi ha. Hí. Làm hết nè, xong chưa? Duran dẹp đi em. Xong rồi nào, cho tao qua, cho tao qua khỏi chỗ này liền. Không có thời gian đâu mà chậm trễ nữa. Chi, đưa tiền đây, 4.800. Chỗ này cũng được, nói chung không phải nhiều tiền nhưng mà 4.800 một thằng vậy thì cũng ok. À, rồi vô thôi bạn. Cái gì vậy? Tự nhiên xuất hiện một cái này. À, vô cái phòng kính là bây giờ không biết đi đường nào lên đúng không? Ô không, nó tự đi lên luôn. À, nguyên một cái thang máy to bạn. Tưởng là mấy cái cửa đó là thang máy nhưng không. Nguyên một cái thang máy bự luôn. Nhưng mà bây giờ đi ra cái cổng nào mới là thú vị nè. Đây rồi, này là phải đánh cặp. Đánh cặp thì lại hay vãi hồn luôn. Rồi thôi đừng nói nhiều. Chơi nào. Chơi. Tụi này nó được tạo ra chỉ để cản đường mình thôi bạn. Nó chỉ được cản đường mình thôi. Chờ cái gì nữa. Mấy con này cũng siêu đẳng đấy. Mày có thể nào dẹp con cừu của mày đi không? Có thằng chó này. Sao có một con cừu mà lấy ra xài miết vậy? Ồ, lấy con cừu ra xài hoài, con cừu yếu xìu, tưởng nó mạnh lắm mà sao à? Trời, nửa đường không 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 khỏe lắm nó mới ghê. Tôi coi cả nó đánh nó không chết được luôn. Cũng không hiểu kiểu gì luôn mà cái thằng này mà nó thể có nổi nuôi con cừu này tới mức này thì mình cũng chịu luôn. Ồ, nó coi là con cừu của nó bị con voi giày xéo dậm vậy, dậm thiếu điều muốn nát cái mặt luôn. Khổ lắm cơ. Hít bụp. Ronzon. Rồi. Cái chuông đồng mày, cái chuông đồng. Rồi, con kia là để cho mày đó cù à. Thử coi chết không. Trời ơi, nó yếu cái gì mà nó yếu dữ vậy. Iron hit. Đó, coi người ta đánh mày, mày thấy chưa? Người ta đánh mày thiếu điều muốn là bể não ra ngoài luôn, mày đánh người ta, mày đè ra mà mày cuối cùng là mày cũng không làm gì được. Thôi ôi, biết vậy nãy tôi đánh con này chết trước cho rồi. Tốn skill của mình. Đúng rồi, cái thằng hớp này nó phế vật thiệt. Em trai nhà vô địch mà nó không có chút gen vô địch nào hết. Ồ, 9.600 hai con, 4.800 được 9.600 nghe hợp lý dữ nha. Bắt đầu cái cửa khác mở ra nè. Bắt đầu cái cửa khác mở ra, bắt đầu là ra thêm hai đứa nữa đó. Ra thêm hai đứa nữa là chơi đó, đúng không? Tao hiểu mà, cái chỗ này tao biết hết. Ủa, cho mình cái gì vậy nhỉ? À, đi lên nữa. Đi lên nữa. Vậy là nãy mình đoán cũng sai rồi đó.
Đại ô thêm cũng đúng mà, bây giờ nó ra bên đây cũng hai đứa nãy à. Mẹ anh em sinh đôi à. Chết rồi, cái con dịch của mình hết skill rồi bạn ơi, đang thấp thấp hết skill rồi. Có thể nào chút xíu nữa lỡ mình lên trên kia gặp boss hay là nhà vô địch gì đó, mày có thể cho tao hồi hồi skill được chút xíu không? Chứ bây giờ của mình hết skill rồi, hơi yếu các bạn, hơi yếu ấy, không đùa đâu. Trời ơi, con dịch này nữa. À đây rồi, hồi lại rồi. May quá, may quá. À cái thằng hớp này hồi nãy nó hồi máu cho, hồi skill cho mình. Clan lên đường, may quá. Mà hồi kêu hay không cũng thế à, bây giờ biết sao? Bây giờ mình có 6 con lận, mà bây giờ nãy giờ xài mới kêu có con dịch thôi à, bây giờ nó hồi kêu lại hết luôn. Thì khổ tụi này lắm. Ý da. Ghê nhờ. Mày nè. Ôi không chết. Đúng là cái ăn ăn tiền cho tao nha. Hay quá, đỡ tốn một skill nữa. Chết luôn rồi, may quá. Rồi thêm 9.600 nữa đúng không? Chà cái tháp này bộ không biết mấy tầng. Không biết mấy tầng, có vẻ như cao lắm. Giờ con có làm gì vậy? Rồi, bên đây còn một cái nữa, thế nào bên kia cũng có hai đứa ra nữa. À thế nào bên kia cũng có hai đứa ra nữa mà bạn. Chắc chắn với bạn luôn. Lên nữa. Gì đây? Đứng gật gật làm gì vậy? Ghê, khiêu khích ai vậy? Quắc quắc gì vậy? Nè bên đây nè, bên phải nè. Đó, thôi thôi. Kịch bản này thôi em nhà phát triển mà cháu nhà phát hành mà không thể nào mà sai được. Đây, tiếp tục nào. Hai đứa này cũng mỗi đứa một con. Trời ơi, Steelix. Steelix thì nó gặp mình thì nó lại ngại lắm luôn bạn. Steelix thì một hit là lên đường, đúng không? Đây. Đó, Super phép tiệp nè, còn cái con kia giao cho mày nha. Bụp. To to vậy chứ gặp dịch là chết liền bạn, lấy cái hành thọt nó thành rắn nướng liền. Chua gọi là xiên từ miệng tới tới đuôi luôn, xong mình lấy cái hành nướng trời rắn nó thơm hành lắm. Sướng thật. Body slam đạp. Thù mình thấy không có đam luôn á. Sao nó có con khỉ tiến hóa ba rồi mà nó không xài ta? Mà nó cứ thích xài con cừu này, cái thằng này. Ủa nó bay đi đâu rồi nhỉ? Nó bay đi đâu rồi? Giờ nó bay mất tiêu rồi, đánh gì nữa? Spawn rớt xuống đè mình đúng không? Khỏe đấy, nhưng chưa đủ. Khỏe đấy nhưng chưa đủ. Đây. Chết nè. Dễ dàng mà giờ mỗi con đánh ra đánh con hit. Bu đưa tiền đây, khỏi nói nhiều. Hết rồi đó bạn, bây giờ là hết rồi đấy. Bây giờ là lên thẳng nóc rồi. Gặp trùm luôn đúng không? Họ nó lại hồi máu cho mình nữa, cái thằng này nó cũng ghê thật. Lên nào. Chà, cao dữ vậy. Tao sợ độ cao. Ui da. À lên một cái là lên tới nóc luôn bạn. Ngay chỗ này là nó không có nóc, nó có kiến không. Ai đây, cái bà con nhỏ này thì thư ký ông, cái ông đó hình như là con nhỏ này nó tạo phản chăng? Đúng rồi, tạo phản rồi. Ha. Ghê nhỉ. Nhăn nhó đồ. Hết hồn tưởng móc mắt ra. Ai về lấy cho banh. 5 con. Kinh khủng đấy. Mấy con này khỏe nha anh em, cẩn thận nha, mấy con này rất khỏe, đã tiến hóa rồi. Ui, có đai 5H luôn. Hơi căng đấy bồ, hơi căng đấy, con này mình chưa gặp thì mình cũng chả biết là mình đánh cái kiểu gì. Ma, chết rồi, ma thì đánh chiêu này không được rồi, không ổn rồi. Ma lấy ma chơi với mày chứ sao giờ? Ma mày bà đâu bằng mạnh bằng bà tao được. Nên nhớ là cái đèn của tao tới là 70 rồi nha.
chứ không phải là dạng bình thường Shadow Ball. Ma nè, vô mặt nè con. Thấy chưa, khỏe lắm, đừng đùa. Đừng đùa. Trời, giận dữ hả? Giận dữ, đâu? Tiếp tục nào bồ. Quăng con tiếp theo của mày ra đây. Milotic, con này hình như cũng vậy luôn. Giữ lại cái cây đèn lại luôn. Phải cho cây đèn nó thể hiện được chút. Con này lại đẹp vãi hồn luôn bạn. Ồ, mình lại thích con này lắm. Nhưng mà con này hình như là con cá thì phải. Con cá đúng không? Inferno, nướng cá liền. Mày lại nướng cá nè. Ôi nửa đường, chưa chết, chưa chết. Ôi con này thì không ăn hệ lửa hả ta, xui vậy. Ôi nó có siêu. Nó có siêu rồi, ôi bị đốt cháy, ngộ chưa. Ngộ chưa. Hack. Hack mất thôi. Xong. Con này đẹp mà bạn, con này đẹp lắm luôn, mà nó tiến hóa từ con cá. Nó tiến hóa từ con cá mà con cá nó xấu quắc à. Một cái con cá xấu quắc tiến hóa lên thành con cá đẹp thiệt đẹp luôn. Keep the current, vô luôn bạn. Thì tao lại biết con này poison với lại hệ rau đúng không? Hack. Ôi cây đèn nó khỏe thấy ghê luôn á. Chỉ cần đúng mà mấy con mà cái kill của nó có effective là nó quýnh chết luôn chứ không có chạy luôn bạn. Ôi khổ lắm, tao biết mà. Đưa đây. Lại trúng rồi. Cây đúng không? Cây thì lại Inferno, một hit là lên đường. Hụt rồi, chết rồi, cái Inferno này nó hơi khó trúng nha. Con này thể fighting à. Inferno nào. Easy. Easy, con cuối đâu, con cuối này là phải làm chất lượng nha. Chứ đừng như lả lơi như nãy giờ thì tao không thích đâu á. Ok. Để coi con cuối này là con gì. My last the Pokemon Sirius. Được rồi. Trời đất ơi, tôi tưởng nó cái gì nó khỏe ghê lắm, ai về không. Nó Sida vãi hồn luôn bạn. Lần này tiến quá to thiệt to lên cho mày biết thế nào là cây đèn bự thiệt bự nè. Cây đèn này phải bự thiệt bự bạn. Huy. Wow. Đó, đốm lửa này đốt cháy khu này luôn bạn. 267 máu, được. Thì nó cũng chắc là con này cũng tiến quá thôi. Gigantamax luôn, chứ không phải là Dynamax giống mình. Gigantamax là nó thay đổi hình dạng luôn á. Ồ đúng không? Nó có máy bay rồi gì tùm lum đến nhà gì tùm lum. Cái đống rác này mà mày đòi đánh tao hả? Mày điên rồi con à. Mày điên rồi. Cái đống rác này mà mày đòi chơi tao, điên rồi. Đây nè, tao cho mày thêm mình cho nó thêm ghế bàn gì tùm lum hết bạn. Mắc Rockfell. Cũng ghê, cũng khỏe đấy, cũng có chút gọi là gượng gượng. Nhưng mà không. Gượng gạo gì giờ này nữa em ơi. Gượng gạo cái gì giờ này nữa. Ôi center mất đống máu nữa nha. À nó cũng bị mất máu. Sao mày ngu dữ vậy. Đây nè, tao cho mày thêm nè. Bàn ghế đủ thứ loại nè. Giày dép, chén dĩa. Chết đi con à. Trời cái này nó lại khỏe vãi hồn luôn bạn. Được em, được, được luôn. Xong rồi, xong rồi. Có gì đâu. Có gì khó đâu. Tưởng cái tháp này là tháp cuối nghe bộ thú vị ai vậy không. Cũng bình thường. Ôi đưa tiền à. Đưa tiền trời ơi. 7.000 tiền. Mày phải lấy thân chuộc tội con à. Mày lấy thân chuộc tội chứ không có đưa tiền ở đây được. Đây rồi. Sao nó không nhúc nhích gì vậy? Cái này là cái hình vẽ luôn hả?
chứ nó không không nhúc nhích luôn á. Cái này là hình vẽ luôn chứ không phải là hoạt cảnh nữa, đúng là thú vị đấy. Đây rồi, bây giờ là khả năng là hai hai thằng mình là phải vả với lại Lê Anh. Ông cha ông Chắc Man này, ông Rô này chắc là không có đánh nhau đâu. Bây giờ mình mới là phải phải gọi là chơi với Lê Anh nè. À không à, đi về luôn à. Ồ đi về luôn à. Cái gì đó có sách sử ở trong đây. Vậy là xong rồi. Nó này đi mời mời mình tới đâu? À, trận chiến cuối cùng. Final bạn. À, trận chiến cuối cùng được em. Anh lại rất thích mày đấy. Bắt đầu chơi lần cuối nào. Wildon Stadium vô trận chiến cuối bạn. Trận chiến cuối để coi nó như thế nào. Đây rồi, trời cái thằng này nó còn nôn hơn mình nữa. Mình sắp lên chức vô địch mà nó còn nôn hơn mình nữa. Ta lấy ta sắp vả thằng anh mày ra bả đấy, đừng đùa. Ta sắp vả thằng anh mày ra bả đấy. À, kẹo đâu nha. Ui cái này giữ XL luôn, XS luôn, XS có một cục, XL một đống. Mình có nhiều cái này lắm bạn, 42.000 điểm nè. Body Slam, Body Slam cái gì? Tao có đánh kiểu này bao giờ đâu, thôi dẹp. Ủa 59 luôn hả? Để tiếp tục bạn. Con này phải lên level 70 luôn thì nó lại hay. 71 luôn, thú vị. Rock. Khoan. Rock Blast này đi. Rồi, đó như vậy đi. Rồi. Con này mình sẽ cho bạn xem thế nào là lễ độ. Chút nữa lấy con này đi 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 đánh mới được. À, lấy con này đi đánh, con cuối cùng mình sẽ lấy ra tiến hóa chơi. Rồi đưa tao vào bên trong. Chút xíu nữa tụi bay sẽ thấy một nhà vô địch mới lên ngôi ở tại cái chỗ cái phòng thi đấu này. Tất cả mọi thằng là ở đây hết. Đây rồi, có đủ hết rồi, ghê nha, đều chủ gym hết á, chủ gym hết đây nha, không đùa đâu. Cái gì đây, vô thôi, mình vô thôi bạn, bây giờ không có chờ nữa, không có thời gian nói chuyện mấy đứa kia luôn á. Ôi, tao sẽ là nhà vô địch cai trị hết tất cả 8 gym này luôn. Leon thôi chứ gì, đúng không? Mình sẽ đấu với Leon, chính xác rồi. Trận chiến cuối cùng, một trận chiến vĩ đại vậy, một trận chiến vĩ đại. The Great Battle được luôn em. Á gì à? Sao tụi này nó cũng ra chỗ này vậy? Hỗn chiến à? Ok, ra đây. Ôi giờ xa nhau dữ vậy. Ai đây? BD. What the hell? À, quên thằng BD này. Cái thằng BD này là cái thằng cuối cùng hả? Vậy không có đánh nhau với Lê Anh à? Chán vậy. Ủa, tao phải đánh nhau với Lê Anh chứ. Ủa, cái thằng này. Nó nhìn nó mặc cái bộ đồ là Fairy bạn. Cái này Fairy. Hệ Fairy đấy, nó là hệ Fairy đấy. Cũng nghe rất thú vị, được được bạn.
Vậy là muốn đánh với tao đúng không? Rồi vậy thôi, quay lưng đi thôi em. 7 bước móc súng ra nè. Đùng đùng. Hai thằng lên dĩa. BD Ferry Gym Leader BD. Ủa nó lên Gym Leader hồi nào vậy? What the, bữa hổm nó còn đi chơi với mình mà sao nó lên Gym Leader rồi? Xạo à. Này hát rồi. Sao có thể như vậy được? Không được, không đúng chút xíu nào bạn. Đó, lần này là chết luôn nha, lần này chết luôn, không có một cái gì gọi là nhân nhượng ở đây hết. Một con. Ba con còn lại đâu, nhanh lên. Thú vị. Lip lay nè. Hí. Ghê chưa? Cái hành này chém đau ghê chưa? Đâu có đùa bạn, mỗi con một hit à. Bây giờ tao đến đây để tao thách đấu Leon chứ tao phải đấu như mày. Cho nên bất cứ mà cái thằng nào mà cản đường tao đánh với thằng Leon nó đều là một trong những cái gọi là đại tội hết. Bây giờ mình phải trừng phạt nó bằng cách mạnh mẽ nhất bạn. Mình lại rất thích con ngựa này luôn bạn, mà nó chỉ có trong bản siêu thôi, không có trong bản bản suốt cho mình. Suốt mình là con dịch bạn. Ôi con dịch được em, super phép tẹp nha. Tôn trọng mày lắm tao mới xài kiêu này đấy. Tôn trọng mày lắm tao mới xài kiêu này đó. Rabidash à, chứ nãy giờ mình mấy con kia mình đánh chiêu kia không à. Tôn trọng mày lắm đấy mới xài kiêu này. Rồi đưa con cuối cùng mày ra đây. Được thì mình lấy con dịch mình quất luôn bạn. Được thì lấy con dịch quất luôn. Cái con này là cái con bữa hổm là hai cái lọn tóc nó chấm xuống đất đúng không? Cái này tiến quá ba nó lên vậy luôn hả? Là nó bó thành hình người luôn. To vãi hồn thế. Không được thì muốn chơi thì chơi bộ. Ủi cái gì vậy, sao nó không cho mình tiến quá vậy? Hồi một máu. Water Dropfly. Con này không biết đánh nổi nó không, hệ Fairy á. Chơi luôn bạn, không biết nổi hay không thì phải thử bạn, phải thử mới biết. Đây, để tao tiến qua đây, nó mắc ở đây rồi. Cho tao tiến qua đây nó mắc cái em. Không cho luôn hả? Ôi. Con này nó lại mạnh vãi hồn luôn bạn. Chưa kịp làm gì là nó chơi cho một skill lên đường luôn. Khó hiểu thiệt. Mẹ khổ lắm cơ. Lì bạn, phải lì. Kệ nó, hy vọng nó đánh đừng chết. Con này tiến quá đây nó mắc lên level 70 máu trâu lắm à. Con này lúc mình bắt là nó có Gigantamax luôn á. Máu bao nhiêu? 440, ngon lành. Nè, tiên ngập nước nè con. Tiên ngập nước nè, đó, đừng có xạo, bắn rất đau các bạn. Mình là Z-Magmu nha, cái chiêu này Z-Magmu. Nãy kêu này nó vẫn thấm bạn à. Rồi, cố gắng tiến quá lên đánh nó đúng một kêu là xong mà ai về không. Thằng này nó cũng khỏe mà nó nghiệt ngã có một cái là sao nó không cho mình chơi. Lúc đầu nó tiến quá là nó mắc luôn mới nhục. Phải như mày để cho tao đánh nó mày một cái đi rồi mày hãy tiến quá ra nó mắc hay sao đó. Mình chờ ở nhiêu đây thôi bạn.
Ông trời, tao biến cái kem của mày nè. Đây rồi, lem chạc, một cái lên đường thôi. Ờ, full heal. Giàu đấy, giàu có lắm đấy. Ừ, được em. Giàu có lắm đúng không, nghe nói vậy đúng không? Nghe nói vậy đúng chưa? Mày nè, đó. Xong. Bơm máu làm cái gì nữa, tao đã tính toán hết rồi. Nó nằm trong sự tính toán của mình hết rồi bạn. Ờ. Hê. Vô em, vô, rất vô. Bây giờ có cái gym cuối là gym Fairy nữa chứ mới nhục. Tưởng là bỡ hổm hết rồi nhưng không, bây giờ vẫn có một cái gym cuối. Được. Ai đây? Nghe BD là biết là thế nào nó cũng là gym Fairy rồi. Được em. Rất tuyệt vời. Ủa đi đâu, tụi nó đi đâu hết rồi. À bây giờ có thể loại nghỉ ở chỗ này đó bạn. Nghỉ ở chỗ này nữa. Ồ, nghỉ chỗ này nữa. Nhưng không, bây giờ mình xin chấm dứt video này. Bạn thấy hay như đây là một like và đăng ký ủng hộ channel mình. Còn trận sau nữa à, còn trận sau nữa và bắt hai con huyền thoại nữa. Ok chưa? Ok chưa? Ok. Chào cô chú con. Đây. Hi. Ok luôn, mọi người nhớ để lại một like và đăng ký ủng hộ channel của mình. Rồi, chào bạn. Sell and...